Dạ vâng, em Thảo xin chào toàn thể quý chị và quý khách hàng. Chào mừng quý vị chị và quý hàng đã quay trở lại kênh bán hàng ô tô cũ giá rẻ. Em Thảo trời báo giá chi tiết ngày hôm nay. Và mới nhất trong buổi báo giá hôm nay thì em Thảo xin phép được đi giới thiệu cho chị và các bạn tham khảo một mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Đây là một mẫu xe Honda City và có năm sản xuất là 2017, phiên bản số tự động mang cố động cơ là 1.5. Em mang trên mình sơn xi màu bạc và em mang biển số xe là 30E41089. Với cái mẫu xe này thì bên em Thảo đang chào bán mức giá chỉ có hơn 400 triệu đồng thôi. Đó. Anh chị là muốn trả góp thì chỉ cần 150 triệu đồng chị nhá. Là anh chị đã sở hữu ngay cho gia đình nhà mình một mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi, trang bị hộp số tự động thì quá là đẹp luôn. Đó, chủ xe đã ốp mạ chrome tay lắm mở cửa này. Rèm mưa. Đó. Phanh ABS đầy đủ, túi khí an toàn. Màn hình cam lùi, cam hành trình đầy đủ quý vị nhá. Anh chị là quan tâm thì nhanh tay liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0963 040 922. Và có thể đến ngay siêu thị ô tô Cũ Nhiên, địa chỉ trực xem trực tiếp của em nằm tại ngã tư phố Lô B, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nằm ngay trục Long Cũ hướng đi Hà Nội xuôi về Hải Phòng đấy ạ. Và anh chị mới vào xem video của Liên Thảo lần đầu tiên thì hãy ủng hộ em cách cho em xin lần like, đăng ký kênh và rung chuông để thường xuyên cập nhật video mới nhất về ô tô mà hàng ngày em Thảo đưa lên nhé. Đó, tiến về phần tổng thành ngoại quan của chiếc xe này. Đó, ngoại quan thì cực kỳ là sáng bóng, hai cục đèn pha còn rất là sáng bóng đều nhau. Đèn gầm vẫn còn rất sáng chị nhá. Đây ạ, đèn gầm vẫn còn rất sáng này. Đó. Hai cục đèn pha thì rất là sáng bóng, không bị ố màu cái gì nha chị nhá. Sơn gì thì không bị bong chóc xước sát gì cả. Cam kết tuyệt đối chị là xe không đâm sâu tai nạn, không ngập nước. Đó. Rất là đẹp luôn. Chủ xe ốp mạ chrome tay lắm mở cửa này. Rèm mưa. Đó. Rất là ok anh chị nhá. Cân bằng điện tử cho chiếc xe này. Phải nói là đẹp xuất sắc, cảm biến lùi đấy ạ. Phía sau của xe thì hai cục đèn hậu vẫn còn rất là sáng bóng này. Đó, rất là sáng bóng luôn. Ngoại thất không bị bong chóc xước sát gì anh chị nhá. Vâng, sơn xi rất là sáng bóng và đẹp luôn. Bây giờ hãy cùng em tiến đến phần nội thất của chiếc xe này. Đây ạ, toàn bộ phần nội thất của chiếc xe được bọc ghế da màu xám và màu đen, rất là sạch sẽ và sang luôn. Trần đã ốp ni lông chống ẩm mốc này. Đó, đã ốp ni lông chống ẩm mốc chị nhá. Màn hình đầy đủ gì ạ? Cam hành trình cam lùi này. Đây, vô lăng ba chấu siêu chắc chắn luôn. Đó, vô lăng ba chấu rất là chắc chắn này. Đó, rất là đẹp đấy chị nhá. Tam ni đây ạ. Đó, tam ni này. Rất là ok luôn. Đó, anh chị xem phần đinh bấm này. Để keo chỉ rất là đẹp đấy chị nhá. Keo chỉ không bị mất một phân nào luôn. Và với mức giá chỉ có 425 triệu đồng thôi. Giá trên này sẽ bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc cho chị nhé. 425 triệu đồng thôi ạ. Anh chị là quan tâm thì nhanh tay alo trực tiếp cho em để sở hữu cho gia đình nhà mình một mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi, trang bị hộp số động mang cố động cơ là 1.5. Siêu đẹp và siêu chắc chắn luôn ạ. Tam ni này. Tam ni 4 cánh còn rất là đẹp chị nhé. Keo chỉ thì có một phân nào. Cam kết tuyệt đối chị là xe không bị đâm sâu tai nạn, không bị ngập nước ạ. Bây giờ hãy cùng em tiến về phần cốp của chiếc xe nhé. Đây là tầm phần cốp của chiếc xe đấy ạ. Cốp rất là rộng rãi luôn. Đó, cốp rất là rộng rãi quý vị nhé. Lốp sơ cua đấy ạ. Đó, lốp sơ cua này. Rồi là phần đinh bấm đi. Đó, phần đinh bấm này. Rồi ốc của lắp cao robo đấy quý vị nhé. Đó, phần keo chỉ này. Keo chỉ nó rất là đẹp luôn. Đinh bấm của máng nước bên phụ đấy ạ. Rất là ok quý vị nhá. Rất là sạch sẽ và đẹp luôn. Nội thất cực kỳ là tươi quý vị nhá. 425 triệu đồng thôi là anh chị đã sở hữu ngay cho gia đình nhà mình một mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi, trang bị hộp số tự động mang cố động cơ là 1.5. Trang bị hộp số động thì đi rất là nhàn quý vị nhé. Rất là nhàn luôn. Anh chị là quan tâm thì nhanh tay alo trực tiếp cho em Thảo qua số điện thoại là 0963
0409022. Và số C là số Zalo của em quý vị nhá. Đó, số trên là số Zalo của em. Màn hình đầy đủ rồi, nội thất thì cực kỳ là tươi. Ngoại thất thì không bị bong chóc xước xát gì quý vị nhá. Không bị bong chóc xước xát gì luôn, màn hình cực kỳ là đẹp luôn ạ. Đó, tab ni, tab lô đều rất là đẹp. Keo chỉ cột kèo không mất một phân nào. Đó. Rất là ok, màn hình cam lùi đầy đủ rồi. Bây giờ hãy cùng em tiến đến bên trong, em sẽ lổ máy lên và thử mọi chức năng của chiếc xe cho anh chị và các bạn tham khảo ạ. Dạ vâng, hiện tại em đang ngồi bên trong của chiếc xe Honda City sản xuất 2017 phiên bản số tự động quý vị nhá. Đây ạ. Hệ số trên vô lăng này. Rồi là các nút nghe gọi rảnh tay này. Còi ABS đây chị nhá. Màn hình đầy đủ này, để lộ số tắt tốp này. Đây ạ, hộp số tự động. Chìa khóa khiển thông minh này nhá. Chìa khóa khiển thông minh này. Màn hình cam lùi, cam hành trình đầy đủ. Xe thì phải nói đẹp xuất sắc luôn. Bây giờ em sẽ lổ máy lên cho anh chị xem nhá. Đó, em đã lổ máy lên này. Xi nhan đấy ạ. Đó, mọi chức năng hoạt động của xe để hoạt động rất là ok. Màn hình cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi. Rồi các nút kính chỉnh điện này. Mọi chức năng hoạt động của xe đều hoạt động bình thường quý vị nhá. Không có một lỗi nhỏ là luôn. Đó, còi này. Đó, còi. Chung là xe đẹp xuất sắc, 425 triệu đồng thôi. Và anh chị muốn trả góp thì chỉ cần 150 triệu đồng chị nhá. 150 triệu đồng thôi là quý vị quý chị đã sở hữu ngay cho gia đình nhà mình một mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi, trang bị hộp số tự động. Đi rất là ok. Đó, bây giờ hãy cùng em tiến đến phần khoang động cơ của chiếc xe quý vị nhá. Dạ vâng, đây là toàn bộ phần khoang động cơ của chiếc xe. Máy lổ cực kỳ là êm, vẫn còn dấu sơn 7 màu nhà xuất này. Máy số rồi các con ốc của chân máy còn rất là đẹp anh chị nhá. Không kì bị xước sát do cá lê mà nó lết động chạm vào gì cả. Một mẫu xe Honda City. Đó, rất là đẹp luôn. Máy số rất là êm. Không bị lỗ to hay là bị loang dầu, dỉ dầu, rung lắc mạnh gì chị nhá. Máy lổ cực kỳ êm. Và em cam kết tuyệt đối chỉ là máy số zin. Cam kết tuyệt đối chỉ bằng máy, bằng giấy tờ văn bản luôn. Đấy, em có bảo hành máy móc động cơ từ 3 cho đến 6 tháng nên chị hoàn toàn có thể yên tâm ạ. Đó, xe rất là đẹp với chị nhá. Keo chỉ zin, máy số zin toàn xe. Nói chung là một mẫu xe Honda City với mức giá là 425 triệu đồng thôi. Anh chị quan tâm thì nhanh tay alo trực tiếp cho em nhé. Dạ vâng, và rồi em Thảo đã quay chi tiết cho anh chị và các bạn tham khảo một mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Đây là một mẫu xe Honda City và có làm sản xuất là 2017 phiên bản số tự động, mang khối động cơ là 1.5. Anh chị là quan tâm yêu thích mẫu xe này thì nhanh tay alo trực tiếp cho em Thảo theo số điện thoại là 0963 040 922, hoặc anh chị có thể ngay siêu thị ô tô Cũng Yên, địa chỉ bên em có tại ngã tư phố Lê B, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nằm ngay trục Long Cũ hướng Lội Xôi về Hải Phòng ạ. Và anh chị mới vào xem video clip em Thảo lần đầu tiên thì hãy ủng hộ em cách cho em xin like, đăng ký kênh và rung chuông để thường xuyên cập nhật video mới nhất về ô tô mà hàng ngày em Thảo đưa lên nhé. Dạ vâng, sau đây em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý anh chị ở video sau. Em Thảo xin chào toàn thể quý chị và quý khách hàng ạ.